Hãy cùng tôi cầu nguyện ngay bây giờ. Khi mà tôi chia sẻ với bạn về một kỹ thuật hiện thân, nó ít được biết đến để đạt được sự giàu có về tài chính. Lời cầu nguyện này đã được truyền lại cho tôi từ một nhà huyền bí, một người mà đã tuyên bố rằng ông ta không bao giờ gặp khó khăn về tiền bạc cả. Ông ấy chỉ đọc lời cầu nguyện này vào một lần mỗi khi cần dòng tài chính đến với cuộc sống của ông ta. Trong vài ngày hoặc là vài tuần, ông ấy không bao giờ thất bại. Ông ấy sẽ nhận được một chiếc séc không ngờ tới trong hòm thư, hoặc là ông ấy sẽ nhận được các cơ hội việc làm và những cơ hội bất ngờ không ngờ tới. Một lần sau khi mà đọc lời cầu nguyện này, ông đã nhận được đến gần 50.000 đô la di sản từ một người thân xa lạ. Từ đó, tôi đã quay trở lại với lời cầu nguyện này vài lần khi mà thực sự tôi cần có sự giảm nhẹ về tài chính. Và đúng chính xác là sau mỗi lần tôi đọc về lời cầu nguyện đó, tôi đều nhận được một số tiền lớn một cách hoàn toàn bất ngờ trong vài ngày hoặc là vài tuần sau đó. Vì vậy, hãy cùng với tôi cầu nguyện ngay bây giờ khi mà tôi hướng dẫn bạn về cách biểu hiện tiền nhiều hơn cho bản thân bạn thông qua các kỹ thuật đã được chứng minh để thay đổi năng lượng tài chính của bạn. Chuẩn bị đi, bạn sẽ chứng kiến một sự kỳ diệu sẽ hiện hiện trong cuộc đời của bạn một cách tuyệt vời. Có lẽ là bạn đang nghĩ rằng, một lời cầu nguyện ư? Làm thế nào mà chỉ vài cái từ nối với nhau lại có thể thay đổi được tình hình tài chính của tôi được? Có đúng không nào? Tôi hiểu, tôi cũng đã từng hoài nghi khi mà lần đầu tiên tôi nghe về điều này. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu mà tôi nói với bạn rằng đây không phải là một lời cầu nguyện bình thường. Đây là một lời kêu gọi mạnh mẽ, một đường dây trực tiếp đến với đấng sáng tạo vũ trụ, một lời nói thiêng liêng có khả năng thay đổi năng lượng, biểu hiện sự giàu có và thực sự có thể thay đổi cuộc đời bạn. Bây giờ tôi biết là bạn đang nghĩ gì. Điều này nghe có vẻ hơi quá đối với tôi. Nhưng mà hãy lắng nghe tôi, bởi vì lời cầu nguyện này không phải là một trò đùa. Đó là một công thức cổ xưa, một sự sắp xếp chính xác mà các từ ngữ khi mà được nói ra với một ý định thuần khiết và một niềm tin vững chắc, nó có thể tiếp cận được với năng lượng vô biên của vũ trụ và từ đó thì mang lại sự thịnh vượng và giàu có theo những cách mà bạn không bao giờ nghĩ là điều đó có thể xảy ra. Hãy tưởng tượng là khi bạn có quyền để gọi lên chính các lực lượng điều khiển sự sáng tạo để điều chỉnh bản thân bạn với sự giàu có vô tận. Nó thấm vào mọi sợi neuron của sự tồn tại trong cuộc đời bạn. Lời cầu nguyện chính là chìa khóa của bạn. Nó là đường dây trực tiếp đến với quyền lực đó. Đó là một cách để truyền đạt những mong muốn sâu sắc nhất của bạn đến với vũ trụ, để tuyên bố rằng bạn xứng đáng và bạn sẵn sàng nhận được phước lành của sự thịnh vượng và giàu có. Và hãy để tôi nói với bạn, chính những ngôn từ đó nó rất mạnh mẽ. Mỗi khi mà âm tiết này được vang lên, nó mang một năng lượng rung động, một tần số cộng hưởng với chính bản chất của thực tại. Khi bạn nói về những lời này với một lòng tin, với mọi tế bào của con người bạn, bạn đang tập trung vào ý định của sự giàu có, bạn trở thành một nam châm hấp dẫn sự giàu có, thành công và cơ hội vô tận. Vì vậy, nếu như bạn đã sẵn sàng để khai thác quyền lực đó, để mở khóa sự giàu có đã chờ đợi bạn bấy lâu nay, hãy lắng nghe chặt chẽ khi mà tôi đọc những lời thiêng liêng của lời cầu nguyện này, nó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Đấng sáng tạo, nguồn của mọi sự giàu có, tôi chọn điều chỉnh với năng lượng của sự thịnh vượng. Tôi xin Ngài hãy nâng đỡ tôi ngay bây giờ khỏi mọi cảm giác thiếu thốn và hạn chế và mở cổng cho năng lượng của sự thịnh vượng và tài chính. Xin hãy giải xuống tôi những năng lượng phước lành của bạn để biểu hiện thu nhập bất ngờ, cơ hội hấp dẫn và tự do tài chính. Tôi cảm ơn vì sự giàu có lớn lao này đã được biểu hiện theo một cách tuyệt vời. Và như vậy là mọi thứ đã xong. Như bạn có thể thấy, lời cầu nguyện này là lời công nhận về đấng sáng tạo là một nguồn của sự giàu có và thịnh vượng vô tận. Chúng ta điều chỉnh năng lượng của chính mình với bản chất của sự giàu có. Sau đó, chúng ta mạnh dạn yêu cầu phước lành được rải xuống chúng ta và biểu hiện tiền bạc thông qua những cách bất ngờ và thậm chí là kỳ diệu. Lời cầu nguyện kết thúc bằng cách là cảm ơn trước. Điều này là cách để chúng ta thúc đẩy quá trình biểu hiện. Khi chúng ta hoạt động từ một nơi của lòng biết ơn,
thay vì đó là sự thiếu thốn, chúng ta đang gửi tín hiệu đến với vũ trụ rằng chúng ta đã sẵn sàng để nhận được sự giàu có. Tôi có một lời khuyên dành cho bạn, đó là bạn có thể ghi âm lại lời cầu nguyện. Bạn hãy tự đọc lại lời cầu nguyện này thật to vào một lần với ý định và cảm xúc chân thành. Hãy thực sự cảm nhận từng ngôn từ và ý nghĩa của chúng. Sau đó, hãy nghe lại và xem là bạn cảm thấy như thế nào sau đó. Bạn ngồi thiền, bạn hình dung về những tấm séc đến trong hòm thư của bạn. Số dư tài khoản ngân hàng của bạn bắt đầu tăng lên. Những cơ hội thú vị đến với cuộc đời bạn. Bạn hòa mình hoàn toàn vào trong những cảm xúc đó. Bằng cách kết hợp với lời cầu nguyện độc đáo mạnh mẽ này với sự hình dung và điều chỉnh với rung động của sự giàu có, bạn giải phóng những năng lượng mạnh mẽ cho sự thay đổi tài chính. Sử dụng quá trình này chỉ khi bạn thực sự cần thiết và hãy sẵn sàng cho phép màu thay đổi. Bây giờ, bạn đã đọc lời cầu nguyện mạnh mẽ này để kích hoạt cho những thay đổi tài chính. Đã đến lúc tăng cường hiệu ứng của nó thông qua sự hình dung và điều chỉnh năng lượng. Bạn cần tìm một nơi yên tĩnh, một nơi thoải mái để ngồi hoặc là nằm xuống mà không bị quấy rầy. Hãy nhắm mắt lại và hít thở vài hơi. Hãy đưa ý thức của bạn đến với trung tâm trái tim và hình dung nó như là một ánh sáng vàng rực rỡ, lấp đầy vùng ngực của bạn. Điều này đại diện cho ánh sáng nội tâm và bản chất của sự giàu có của bạn. Tiếp theo, hãy bắt đầu hình dung về sự giàu có tài chính chảy vào cuộc sống của bạn một cách sinh động. Những số tiền đến với tài khoản ngân hàng của bạn, những tiếng thông báo về các tài khoản thanh toán đã được thực hiện, những hình ảnh về số tiền dư trong tài khoản ngân hàng của bạn bắt đầu tăng lên. Cảm nhận về những cảm xúc của bạn bắt đầu thay đổi, bạn cảm thấy hồi hộp, nhẹ nhõm, tự do, vui mừng. Cho phép những cảm xúc đó dâng lên và được tăng cường. Bạn thậm chí là có thể tưởng tượng về bạn bè, gia đình, hay là những người thân của bạn gần gũi bạn chúc mừng bạn bởi vì bạn đã nhận được số tiền bất ngờ đó. Khi bạn nghe được những lời ủng hộ và khích lệ từ họ, từ sâu thẳm trong con người bạn, bạn hoàn toàn tin tưởng rằng bạn hoàn toàn xứng đáng với món quà tài chính mà vũ trụ ban cho bạn. Dành nhiều thời gian hàng ngày để tập trung vào việc hình dung và điều chỉnh cảm xúc này càng nhiều càng tốt. Hãy gửi tín hiệu đến với nguồn gốc thiêng liêng rằng bạn thực sự sẵn sàng để nhận được sự giàu có tài chính mà bạn đã yêu cầu thông qua việc mở rộng tâm trí, trái tim và lĩnh vực năng lượng của bạn. Khi chúng ta gửi về những ý định đó một cách rõ ràng, cảm xúc và hình ảnh này đến với vũ trụ, những biểu hiện tương ứng phải trở lại với chúng ta bằng việc là có hình thức hiện hiện bằng vật chất, mong đợi những chuyển động mạnh mẽ và phép màu diễn ra. Bây giờ, tôi không nói rằng lời cầu nguyện này là một cây đũa thần, nó có thể làm cho bạn trở thành triệu phú qua một đêm. Đó không phải là cách hoạt động của nó. Điều này không phải là để giàu nhanh hay là trúng số, mặc dù như là bạn đã từng nghe thấy, điều đó đã xảy ra đối với một số người. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của lời cầu nguyện này nằm ở độ sâu của niềm tin trong chính con người bạn, trong khả năng của bạn để tiếp cận nó với một trái tim mở cửa, với một niềm tin vững chắc và sự sẵn sàng để đón nhận. Bạn thấy đấy, những từ ngữ chỉ là một cái bình, nó là một kênh dẫn bạn đến với ý định. Đó là năng lượng của bạn, rung động của bạn, sự quyết tâm của bạn thổi hồn vào trong những lời nói cổ xưa này, điều chỉnh bạn với sự giàu có vô biên của vũ trụ. Khi bạn đọc lời cầu nguyện này, bạn không chỉ lặp lại những từ ngữ này một cách vô thức. Bạn đang đưa ra một tuyên bố cho vũ trụ, một lời khẳng định sẵn sàng của bạn để đón chào sự thịnh vượng vào với cuộc sống của bạn. Bạn đang từ bỏ đi những niềm tin hạn chế, những nghi ngờ về bản thân và những tư duy khan hiếm, những tư duy mà có thể đã cản trở bạn. Và quá trình đó, bạn đang mở cửa cho chính bạn với những khả năng vô hạn mà vũ trụ phải cung cấp. Bạn thực sự đang nói với vũ trụ rằng, tôi đã sẵn sàng, tôi xứng đáng. Tôi xứng đáng có được thịnh vượng và giàu có. Tôi đã sẵn lòng để nhận được nó. Đó là một sự thay đổi tư duy mạnh mẽ, một thay đổi có thể hoàn toàn biến đổi được thực tại của bạn. Bởi vì khi bạn thực sự tin rằng trong lòng bạn, rằng là sự giàu có của bạn là để nhận lấy, bạn sẽ bắt đầu thấy những cơ hội và sự trùng hợp xuất hiện quanh bạn, hướng dẫn bạn đến với sự giàu có mà bạn đã mong đợi. Vì vậy, đừng chỉ đọc lời cầu nguyện này một cách nửa vời hoặc là với sự nghi ngờ hay là hoài nghi. Hãy tiếp cận lời cầu nguyện này với sự tôn kính và sự quyết tâm xứng đáng.
và chứng kiến khi mà vũ trụ âm mưu mang đến cho bạn sự thịnh vượng mà bạn đã tìm kiếm. Ở điều cốt lõi mà tôi muốn nói với bạn rằng, sức mạnh đằng sau lời cầu nguyện này nằm ở những nguyên tắc cơ bản của luật hấp dẫn. Có thể là bạn đã nghe nói về nó trước đây. Ý tưởng rằng là suy nghĩ như thế nào thì bạn sẽ thu hút những điều như thế. Rằng là suy nghĩ, niềm tin của chúng ta thì hình thành nên hiện thực của chúng ta. Chà, lời cầu nguyện này giống như là một đường dây trực tiếp đến với những ý định và những định luật của vũ trụ đó. Đó là một cách để ý thức điều chỉnh rung động của bạn, năng lượng của bạn với sự giàu có và thịnh vượng mà bạn mong muốn thu hút vào cuộc sống của mình. Hãy nhớ rằng, vũ trụ không phản ứng với những mong muốn hay là những ước muốn nhàn rỗi của chúng ta. Nó phản ứng với năng lượng mà chúng ta phát ra, những rung động mà chúng ta phát ra. Nếu bạn tiếp cận cuộc sống từ một nơi thiếu thốn, khan hiếm và tiêu cực, đó chính xác là những gì bạn sẽ tiếp tục biểu hiện. Khi mà bạn thay đổi tư duy, khi bạn nâng cao được rung động của bạn thông qua những lời cầu nguyện và thực hành lời cầu nguyện mạnh mẽ này, bạn trở thành một nam châm thu hút sự giàu có thực sự. Bạn gửi tín hiệu rõ ràng đến với vũ trụ rằng bạn đã sẵn sàng, bạn đã sẵn lòng và bạn đã mở cửa để đón nhận những phước lành của sự thịnh vượng đến, giống như việc là gieo hạt trong đất màu mỡ của vũ trụ vậy. Khi bạn đọc những lời cầu nguyện và những lời này với ý định thuần khiết và niềm tin vững chắc, bạn thực sự đang gieo những hạt giống của sự giàu có trong ý thức của bạn. Khi bạn tưới những hạt giống đó với một niềm tin và lòng biết ơn liên tục, chúng sẽ bắt đầu nảy mầm và đơm hoa kết trái thành hiện thực mà bạn đã mong đợi. Vậy thì tại sao mà không thử xem? Lặp lại lời cầu nguyện này một lần với mọi tế bào của bạn tập trung vào ý định thu hút sự giàu có và rồi xem điều gì sẽ xảy ra. Biết đâu, nó có thể chính xác là chìa khóa đã mở cửa cuộc sống thịnh vượng mà bạn đã mơ ước thì sao? Hãy nhớ rằng, vũ trụ rất giàu có và có nhiều hơn để đủ chia sẻ cho tất cả chúng ta. Bằng cách khai thác và những nguyên tắc của vũ trụ này, bạn không lấy đi bất cứ điều gì từ người khác. Bạn chỉ đơn giản là cho phép mình nhận được phần công bằng của vũ trụ. Vũ trụ bao la, vũ trụ vô tận đã tồn tại trong thực tế. Vì vậy, hãy sẵn lòng mở cửa, nâng cao rung động của bạn và chuẩn bị để chào đón một thực tại mới của sự giàu có và viên mãn vào cuộc sống. Vũ trụ đang lắng nghe, nó đã sẵn sàng để rải xuống những phước lành cho bạn, nhưng mà chỉ khi bạn sẵn lòng để thực hiện bước đầu tiên và yêu cầu điều đó xảy ra.